Hello anh em, chúng em channel của mình, là Nó Tốt Dài. Thì hôm nay thứ năm hàng tuần thì có bốc Iconic. Hôm nay thì bốc Chelsea, mình mặc áo Chelsea xanh đỏ. Thì Chelsea thì có Lampard và Piatek. Hôm nay mình có quay ở bốc Legend trước là chả lắm. Ra hai mặt hàng Nhật với Ico ở với Zico. Chung là bốc Legend mà nó cho free thì những con thua. Không trùng thì chúng không trùng thì cũng ra hàng đều. Đây, ok. Thì hôm nay khá là muộn, 7:40 rồi. 40 phút mình mới làm được video. Thì vì lý do là hôm nay Hà Nội khá tắc, tắc đường khá là ghê. Nên là mình về còn ăn uống rồi đồ chuẩn bị này kia. Thì mình làm video cho anh em. Nói chung là hôm nay mình sẽ làm vội video cho anh em nhé. Nên là anh em có thể tham khảo, tiếp của mình. Nói chung là tất nhiên cái tỷ lệ thành công thì mình chỉ tăng tỷ lệ thành công cho anh em thôi, chứ cũng không thể được khẳng định 100% được. Còn anh nào không thích xem thì thôi, bỏ qua video của mình cũng không quan trọng. Mình làm cho anh em nào anh em tham khảo thôi, chứ cũng chả ăn được cái gì từ Konami hết. Đấy, thế mình cũng không cổ suý anh em đối coi nha. Anh em nếu quay tầm khoảng 5 đến 7 lần là 500 đến 700 coi ấy, mà không ra thôi, dừng bốc. Thì cũng mình làm video cũng hy vọng anh em sẽ quay ra được cái con hàng ngon nhất. Ở bốc Chelsea này có Lampard là ngon. Lampard là được đánh giá là tiền vệ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mọi thời đại nhé, anh em nhớ nhé, mọi thời đại, là tên cả Poco, Zera hay là Kevin Bruyne, nói chung là trên hết. Đấy, nhưng mà Lampard là số 1 ở ngoại hạng Anh về ở vị trí tiền vệ. Đấy, tất nhiên chỉ số ở trong in game cũng khá là bình thường, nhưng quan trọng là chơi ấy, lúc chơi in game trải nghiệm nó như thế nào thôi, còn là chỉ số thì nó chỉ là một phần thôi. Ok, mình bắt đầu nhá. Thì đây mình vẫn còn 2500 coin nhá. 2500 coin anh em vào thử thôi. Mình quay 5 lần. Anh em lần này anh em check Iconic của Lampard và Chelsea ở nhầm và Lampard và Piatek. Anh em check nhá, check thông tin. Còn Piatek ở bản Legend thì được nhiều anh em đánh giá khá là cao. Còn hay Lampard thì đây anh em có thể xem in game cũng xem chỉ số cũng bình thường, cũng không có gì đặc sắc, nhưng mà quan trọng trải nghiệm in game thôi. Và đặc biệt là mình là fan Chelsea nữa. Ok, anh em check bóng đen cuối cùng. Kai Havertz là tài năng trẻ của Chelsea đang mới mua về, rất là ok. Mình đang có bóng tím nhá. Mỏi tay quá. Rồi ok, đoạn này anh em tắt mở lần lượt Lampard và Chelsea, tổng cộng của hai người là 6 lần. Là mở lần lượt đấy, ví dụ như Jack này, rồi đến Lampard này là 6 lượt nhá. Đấy, tổng 2 người 6 lần đấy, chứ không phải lợi đâu. Rồi ok, anh em mở 2 lần và lần thứ 3 thì mua. Xịt rồi. Đây, màu này là màu của Bayern. Màu này là màu của không phải Bayern mà là của màu không phải là của như của nước Đức thôi mà. Của giải Đức ấy. Mình đang để áo của Hải Phòng, Atatit. Dynamo Kiev không phải của Đức đâu, đây là giải của Ukraine. Lần 2 nhá. Mình hôm nay mình ra video khá là chậm, 7:40 rồi. 7:40 thì chắc tầm khoảng 8:00 có video, anh em theo khoản nhá. Phanh Lampard, nói chung hy vọng ra Phanh Lampard hoặc Piatek, nói chung hai con này thì ra con hàng nào cũng được. Mình thì ra con hàng nào cũng dùng. Hầu như bốc nào thế ra con hàng cuối bắp mình cũng dùng, mình cũng cho vào team mình con ít hết. Vì mà quay con ít đã khó rồi mà đừng có mà kén chọn, đừng kén cá lại chọn, kén cá chọn canh. Nói chuyện phun bốc là khó lắm. Những cái bốc Liverpool vừa rồi thì mình chỉ ra được với Alonso với Michael Owen. Mình ba là mua. Xịt. Ok. Oh, 11 tiêu vào quốc đơ. 18 giờ còn ngủ ấy. Tôi bao Wagner này mà ra ở bản tím ấy, mới ngon. Còn cái này thì mình sưu tầm thôi.
lần thứ ba nhá. Mình chắc chỉ quay 4 lần thôi. Mình thường thường mình quay 4-5 lần. Mình thường thường mình làm video mình quay 4-5 lần cho anh em xem nó tỷ lệ nó như thế nào. Như có lần là bốc Arsenal thì mình quay ra hai ấy luôn, hai con luôn, quá đỉnh cao. Ra Vera với ai ta? Campbell. Cẩn trách cho anh nha. Nhớ nhá, mình đang dùng iPhone nhá. Ngoài là không dùng iPhone này. Hôm nay mình đang có coi ở bên iPhone đấy. Mình thường thường mình ở bên iOS thì mình dùng để đá. Còn mà xoay rồi. Ngon. Super Funky. Super Funky. Super Funky. Quá là ngon. Phanh là pass. Đây là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mọi thời đại. Ok, lần thứ 3 à, nhầm lần thứ 4, lần cuối cùng. Mình quay mình từ 2000 từ 2000 coi thì để bốc tiếp theo. Là bốc tiếp theo là bốc của ai? Bốc tiếp theo là bốc của tôi này. Tôi nghĩ là bốc của Tottenham thì bỏ qua, mình không quay nữa. Nên là đợi bốc zoom 2000 coi mà quay ra zoom thì gọi là đỉnh cao. Zoom user. Xịt nha. Thằng này nhưng vừa ra thì phải. Phải đúng là mày vừa ra tung luôn. Quái cờ. Đúng mày vừa ra luôn, xì luôn chút này. Mày. Rồi ok. Đấy, vừa rồi mình có làm video cho anh em tham khảo nhá. Mình quay trên iPhone. Mình quay trên iPhone, iPhone 6S này thì mình không đá được mà chỉ để quay thôi. Hoặc là vì là tên Android thì mình không còn coi nữa. Android hình như còn mấy trăm coi. Đấy, Android hình như còn mấy trăm coi nên là mình không quay được. Nên là mình sẽ quay ở trên trên iPhone. iPhone là còn 2500 coi, quay 400 coi thì còn 2001. Nói chung là ra làm pass là được rồi. Còn mà mình bình thường mình sẽ đợi ngày cuối cùng của bốc là mình sẽ quay, cố gắng sẽ ra pew check. Mình không phải là thằng đốt coi, mình cũng không phải là thằng mà ham full bốc càng nhanh càng tốt. Mà đó mình cứ chơi gọi là dây ra thôi. Chứ cũng không quan trọng là nó ra full bốc luôn bây giờ. Đấy, mình là người chơi như thế. Đấy, anh em cũng nên tham khảo nhá. Mèo thứ hai của mình. Đây, mèo quay của mình đây, mình chia sẻ nhá. Anh em có thể chia thành 3 đợt hoặc 2 đợt. Như mình thì mình 3 đợt thôi. 2 hoặc 3 đợt. Đợt thứ nhất thì anh em quay vào khi FB được xong game thì anh em vào quay. Đợt thứ hai có thể tối muộn ngày chủ nhật. À, tối mùa chủ nhật nhá. Đấy. Còn đợt thứ ba là anh em quay từ 6 đến 7 giờ ngày thứ năm cuối, ngày thứ năm tuần sau, có nghĩa là ngày cuối cùng trước khi update. Tỷ lệ thành công rất là cao luôn. Đấy, cái ngày đấy mình quay toàn hàng ngon ở những cái ngày đấy. Tỷ lệ thành công rất là cao. Đấy, anh em nên hiểu như thế nhá. Nên là mình quay bốc nào nhá. Bốc của nói chung hầu như mình quay hàng ngon thì toàn ở gọi là ngày cuối hết. Đấy, anh em nên lưu ý đấy, anh em không nên đốt coi vào một ngày, không nên đốt coi coi trong mấy ngày liên tiếp. Đấy, nói chung cứ tích coi thôi. Còn tuần sau thì Tottenham thì nó không hoàn ngon. Nói chung là giờ để hơn 2000 coi để mà quay cho bốc bốc gì ta? Đang bốc Zoomizer. Đấy, tuần sau nữa. Đấy. Rồi ok, vừa rồi mình có làm video cho anh em tham khảo. Hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ channel của mình bằng cách cho mình một like và một subscribe kênh. Nói chung khá là buồn này, làm giờ khá là muộn. Giờ nguyên tâm khoảng 8 giờ là cố gắng 8 giờ xong để up lên cho anh em. Ok, nói chung anh em được con hàng nào anh em để lại dưới một bình luận nhá. Ok, cảm ơn anh em.